Đê cháy lớn tại thôn Quý Dương. Khoảng 7 giờ 30 sáng 19 tháng 9 xảy ra cháy lớn tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, thiêu rụi toàn bộ hai cửa hàng. Đăng ký kênh để theo dõi nhé. Đám cháy xảy ra tại hai hộ kinh doanh nằm cạnh nhau. Ngay tại chân cầu vượt thôn Quý Dương, là quán kinh doanh quần áo do chị Phạm Thị Ngợi sinh năm 1998 ở xã Cổ Bì, Bình Giang làm chủ và quán internet do anh Bùi Tuấn Anh sinh năm 1990 ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, Cẩm Giàng làm chủ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh đã điều 4 xe cứu hỏa tới chữa cháy. Đến 8 giờ 30 đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, do đều là vật liệu dễ cháy nên sau 1 giờ đồng hồ đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, thiết bị bên trong của hai hộ kinh doanh gây thiệt hại lớn. Toàn bộ thiết bị, hàng hóa bên trong bị thiêu rụi. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê tài sản thiệt hại. Đê cháy lớn tại thôn Quý Dương. Khoảng 7 giờ 30 sáng 19 tháng 9 xảy ra cháy lớn tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, thiêu rụi toàn bộ hai cửa hàng. Đăng ký kênh để theo dõi nhé. Đám cháy xảy ra tại hai hộ kinh doanh nằm cạnh nhau.